Xin chào quý bà con nhà nông. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý bà con dòng thuốc trừ bệnh mới hiệu EVA660SC. Sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp từ Bulgaria bằng ứng dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay. Đây là thuốc trừ bệnh với sự kết hợp hoàn hảo giữa hai hoạt chất thế hệ mới là azoxystrobin và chlorothalonil, có tác dụng nội hấp, bám dính vượt trội, kiềm hãm sự nảy mầm, phát triển và tiêu diệt mầm bệnh. EVA660SC đặc trị các bệnh như là bệnh tháng thư, phấn trắng, thối trái, sương mai, nấm hồng, rỉ sắt, đốm trái, rễ sẹo, chết dây, thối củ trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Một chai EVA660SC có thể tích là 240ml. Về cách sử dụng thì bà con mình có thể pha từ 16 đến 20ml thuốc cho bình 16 lít nước, sau đó phun ướt đều tán cây khi thấy bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5% và cách ly 5 ngày trước khi thu hoạch. Để đặt hàng, bà con nhấp vào giỏ hàng màu vàng dưới đây giúp em nha. Hoặc có bất kỳ thắc mắc gì, bà con cứ bình luận trong video này. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết, lên đơn và giao hàng tận nơi cho bà con.